Vừa rồi thì chị có hướng dẫn cho em về bộ báo cáo tài chính của công ty em ấy. Thì trong quá trình mà em học thì chị cũng đã giảng giải cho em các cái chỉ tiêu để mà lên được bộ báo cáo tài chính rồi. Thì sau đây chị xin em một số ý kiến về nội dung khóa học cũng như là hình thức học chị đã hướng dẫn cho em nhé. Ok chị. Em có thể giới thiệu qua về tên của em cũng như là địa chỉ để cho các bạn học viên có thể biết được không? Còn chị em mình thì chị đã biết thông tin của em qua trung tâm rồi, thì em có thể giới thiệu không nhỉ? Vâng, em là Nguyễn Trọng Hoàng, em ở Thái Bình. Em biết đến trung tâm mình qua trang web của công ty Kế toán Việt Hưng. Thế em lên trên Google em search à? Hay là Vâng, em search là học kế toán online, bởi vì em không có thời gian đi học ở ngoài thì em search học kế toán online thì trang kế toán Việt lên trang đầu tiên. rồi Đấy, em ok. click vào. Thế trong quá trình mà chị dạy em như thế này ấy thì em cảm thấy là em học có hiểu không, và chị trao đổi như thế thì em cảm thấy là có nhanh không? Chị trao đổi thì em thấy là các giáo viên thì rất là sát việc và giáo trình thì rất là đầy đủ, khá là đầy đủ thì em có thể tự xem và tự học sau thời gian này. Thời gian em cũng có thể tự xem và tự làm được. Vậy trong quá trình mà em làm việc ấy, sau này kể cả có gì mà không hiểu thì em cứ liên hệ với chị hoặc trung tâm để bên chị hỗ trợ thêm cho em nhé. Ok chị. Thế còn về giáo trình của bên chị thì em thấy giáo trình thế nào? Có sát với thực tế không? Em có bổ sung gì thêm cho giáo trình của bên chị để bên chị làm phong phú hơn về giáo trình không nhỉ? Giáo trình bên chị thì em thấy là khá là sát với lại thực tế và khá là sát với lại cái công việc của em đang đang làm, cho nên là em cũng không có bổ sung gì thêm. Rồi. Vậy sau khóa học này thì em có thể giới thiệu bạn bè hay là người thân mà có nhu cầu học kế toán ấy thì em giới thiệu cho trung tâm nhé. Ok chị, đây có bạn bè em sẽ giới thiệu. Ok em. Thế buổi học của chị em mình thì để kết thúc ở đây thôi. Còn đương nhiên là trong quá trình mà em làm còn rất nhiều những cái vướng mắc nữa thì em sẽ liên hệ với chị khi mà em không rõ nhé. Vâng, cảm ơn chị đã hỗ trợ em nhé. Cảm ơn Kế toán Việt Hưng. Rồi ok, chị cảm ơn em Cảm nha. ơn. Chúc em công việc tốt Ok. nha. Vâng, cảm ơn. Chị Vâng, chào em cảm em. ơn ạ.